Tại bò tứ chiếu này ngày 1 tháng 10 tháng 1 năm 2020. Mà chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến tại bà xe đúng chốt mà cặp bò bố béo mình có xe nhà giao tận nơi á. Cái anh khách này ở ở Tiền Giang không, anh chốt con số 03 cái là cái này về Tiền Giang chuyển khoản rồi, chuyển khoản qua là 2,5 triệu. Chuẩn bị đi giao con số 1, con số 2, con số 3. Và khách chuyển khoản qua rồi là 2,5 triệu chuẩn bị đi Tiền Giang. Để thành thấy gì ra ngoài vậy cái là chơi chơi không? Mấy nay rồi. Mấy tay mà, đó thấy không? Này bò đứng rồi đâu rồi. Đứng rồi luôn, còn đẹp dấu rồi. Bên đó chuyển gọn rồi, vẫn con mẹ lớn nền, sau này bà con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Mày thấy ra ngoài, mày thấy y thị ngoài đâu khác nữa. Đấy, thấy rồi, số 7 này. Nó quay cái máy xa, mày thấy cái tên nguyên hình. Thấy tên. Con số 33 là một pháp, số 27 một pháp, con số 17, số 4, 11, 19, 13, 18, 25, số 29, số 24. Về tập hem chưa có tắm rửa nữa đi. Còn dơ mình mấy đồng dơ rồi. Đẩy cái xe vô. Đẩy cái xe vô. Đẩy cái xe vô. Đẩy cái xe vô. Đẩy cái xe vô.